Hello, mình là Trang Mật Ma. Và đây là phần vlog chính thức của tựa game Đồng Cỏ Lâu. Sau cái bản demo cách đây không lâu thì cuối cùng phiên bản này cũng đã được ra mắt rồi anh em à. Chúng ta cùng vào game nhé. Úi dồi, có vô chó lạ này. Hiệu ứng khá chân thật anh em. Sấm chớp mưa rơi ào ạt xuống. Này, này, trời đất ơi, làm ăn thì không lo, lo ăn lo nhậu, rồi nằm ngoài đường như vậy đó. Mày ngồi vậy mày đi về giùm tao một cái à? Báo quá báo mà. Câu này hơi trending anh em. Đây mình sẽ nhặt cái đèn pin bấm e lên một cái đèn pin đội đầu, bấm ép lên. Ôi sáng quá sáng luôn. Dạ rồi, đợt trước đi là tôi tìm đường cũng dữ dội lắm anh em. Đâu, đợt này xem đi thế nào. Đồ họa có phần mượt mà hơn rồi đó anh em. Đấy, anh em có thể nhìn khá là chi tiết đây luôn. Âm thanh tiếng vẹt kêu khá dữ dội nhé. Đây nhìn trên đây mình cũng thấy trên cái đỉnh cây luôn, khá là rõ ràng. À lần này bấm ship chạy ra anh em. Bấm ship chạy được rồi này. Nhảy được luôn. Hình như đợt trước mà mình chỉ đi bộ thôi. Úi dồi, chói quá. Khi tôi tắt đèn, tôi bật đèn pin ở chế độ sáng nhẹ, đó thì chúng ta sẽ thấy cây nhang đây anh em. Trời đất ơi, hai cây nhang chứ anh em mở sáng quá là không thấy gì luôn ấy. Đấy, đấy, đâu có thấy được đâu. Ấy da, anh em ơi, đi đường này này, nó có cái ngã rẽ trái. Nãy giờ tôi cứ đi thẳng đây đây, tôi bị lạc, tôi tìm ra, ngồi. Có cái đường mòn ở đây, cái đường bé bé xinh xinh anh em. Anh em cứ đi áp sát bên trái nha, sẽ có ngã rẽ cho anh em. Rồi mình đi. Úi dồi ôi, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà tôi phải bật chế độ nhẹ tôi mới thấy được đấy. Sáng quá anh em không thấy gì hết đâu. Đó. Rồi ra cái ngôi mộ rồi này. Chim gì hú to vậy? Có ai đấy đốt lửa ở đây anh em. Bia mộ đã bị vỡ. Đấy tôi để chế độ này nhìn cho nó ma mị anh em. Nguyễn Nhất Thiên. Được rồi. Thật lạnh lẽo, đúng rồi, lạnh lắm em ơi. Rồi mấy bia mộ. Tôi nghĩ là phải đi tìm cái bật lửa anh em, theo kinh nghiệm của tôi đấy. Mà chắc bạn đổi vị trí rồi, nhưng không có để ở đây ở đâu. Lê Gia Chi mộ. Sao bây giờ nhìn nó cũ dữ vậy ta? Không vô được, à vô được luôn, bây giờ cho vô rồi. Tôi có thể nhảy ra được không? Không nhảy được. Đây thêm mấy cái hàng rào luôn, nhìn rất là chắc chắn. Được rồi, ở dưới kia thì ngoài mấy bia mộ ra thì tôi không thấy gì hết. Nên tôi sẽ đi tiếp xem như thế nào. Tôi nhớ có cái đường trong đây này. Đấy, có những ngôi mộ khác đây. Những ngôi mộ cũ đó luôn được đồn đại là có ma. Rồi, ở đây anh em không thể nào mà nhảy lên được mấy bia mộ nhé. Đi ra ngoài anh em ơi. Úi dồi, tự nhiên thấy mấy cây nhang đây, cái đèn pin nó tắt luôn. Ê, từ á. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Được rồi, đi hẳn xuống đây luôn. Ồ, ở đây có chỗ cúng anh em. Hình như có gì đó ở nghe để tìm hiểu. Có nhang. À, tôi tìm được cái chìa khóa. Chìa khóa có trái hồ lô khá là xinh. Ôi, có hình con mèo anh em. Năm quý mão mà. Rồi, tôi tưởng mà có thể cúng ở đây chứ. Rồi, bật đèn lên. Ở đây có cái chỗ mà hàng rào mở toang luôn rồi anh em. Mình sẽ vô đây xem như thế nào. Có hai đường nhé. Trái phải. Thôi tôi đi tìm mặt. À, có một cánh cửa đây anh em. Rồi tôi sẽ mở nhé. Bấm nè. Ok, đi vô thôi. Lại thêm cái ngã rẽ nữa rồi. Đây, có một cây cầu. Phải cầu không? Ôi dẫn qua một cách an toàn anh em, không có gì xảy ra luôn. Rồi. Ờ,
may ở đây mình chạy được ấy, thì tốc độ đi mình sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Ủa sao cái đây ơi, à, đi được kia xong dọc vào đây. Ra có hai đường rồi, tôi hiểu rồi, cái đường kia nó thông ra đây. Ôi bằng cách nào đấy tôi không hiểu sao tôi quay về anh em. Này á nè, từ lúc tôi mở cái cửa này ra xong tôi đi vô đây, đi qua cái cầu bình an vô sự. Ở đây một hồi tôi quẹo đây ấy, thì đi về kia luôn. Rồi tôi sẽ đi thẳng. Một cái nhang anh em ơi, đây này. Hình như có ai, hình như có gì đó ở ngay đó tìm hiểu. Rồi bả me lên. Một nén nhang. À lại tắt ơi. Đừng có tắt đèn mà. Rồi tôi không mở được rồi anh em ơi. Ủa alo. Rồi mở lại được rồi. Này tôi thấy có cái gì bay bay ấy. Cây này lạ nha. Nãy giờ tôi đi không có cái cây nào mà nó đẹp đẹp mà nó cao cao nó đứng đây luôn ấy. Giờ nó lại xuất hiện ở đây này. Bây giờ bả me, đúng rồi đi tìm nhang xong cúng, đi tìm nhang vô đây cúng này. Sao tự nhiên xung quanh im lặng vậy, thật kỳ lạ. Im lặng nãy giờ rồi em ơi. Nãy giờ nó có âm thanh nào đâu. Chắc có mỗi cái giọng tôi anh em. Vậy là nhiệm vụ đi tìm nhang à. Ủa sao mày dám phá mổ của tao? Tất cả là do mày mà. Không phải tao, không phải tao. Có ai đó đang trách tôi là sao phá mộ. Mà lúc đó tôi không nghe thấy giọng của ai hết anh em. Ở đây, ôi dồi ôi, có cái cầu bé bé xinh xinh đây. Ôi dồi ôi, anh em đây. Anh em đây thích tay trái lắm. Anh em cứ áp sát bên trái tìm đường nha. Rồi, hoa vàng trên cổ xanh của anh em đây. Ủa nhang nhiều lắm anh em ơi. À, sao nhang cắm lung tung thế này. Ôi hàng rào nhìn thân thuộc quá. Đấy căn nhà lúc nãy tôi thấy anh em, phải không? Công trình xây dựng đây là tiến bộ hẳn ra rồi. Mình sẽ đi ra cái khu nhà bên ngoài. Ồ à, gạch lát rồi, dàn giáo đầy đủ các thứ luôn. Ô thêm cái cục này nữa nè. 12T cầu mương giữa 18m x 4m luôn. Rồi qua được không? Qua được luôn anh em ơi. À không 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 không, chưa cho qua nhá. Tôi sẽ đi về mé bên tay trái của tôi. Tập thể ấp Kinh C quyết tâm đoàn kết vững mạnh. À. Cái gì đấy? Thuốc trừ sâu à, rồi cái bảng quảng cáo thuốc trừ sâu anh em. Khá là màu sắc. Hũ thanh mà. Vậy là mình qua được cái khu, cái khu đồng cỏ lâu rồi đấy. Đây là cái chỗ khu phố anh em. Đèn vỡ ra rồi. Ở đây có nén nhang cái này. Ủa ôi sổ số kiến thiết nó đây này. Ai lên sổ số là quăng vô đây anh em. À, chắc là cầu cho trúng số đây này. Nhưng mà nhìn kiểu đó là chắc chắn là thất bại rồi, trượt rồi. Học để làm những điều tốt đẹp. À. Nhà của người dân cái này là cái gì? Ui, gì vậy? Ui. Sao nhiên hộp nó bay tứ tung vậy anh em? Oh no. Trò này vui nha, cái này mới nè. Hộp bánh mà anh em. Hộp bánh đúng không? Hộp bánh quy. Chắc nó là của tiệm tạp hóa bên kia. Có thể dùng để cúng cho cái miếu à. Bánh sweet mốt à. Bánh quy nhân mứt. Cúng cái miếu anh em. Miếu bên đây nè. Ủa đâu mà mới thấy cái miếu này mà. Đây 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 đây. Lo chạy theo bài nhạc. Rồi bật chế độ này đó cho anh em dòm bánh me. Mình cần tìm bật lửa thấp nhất tới đây. Bật lửa à. Chỗ này nó rộng lắm anh em. Biết bật lửa chỗ nào mà tìm. Đây, đây chỗ này sẽ cần có chìa khóa. Bơm ga mini, vô ga hụt quẹt. Đây, 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 đây. Bán thiệt cào có bán hụt quẹt á. Cho vô không? Không cho vô à. Ê, ông chủ không biết con quăng cái nào ra ngoài cho em xài đỡ không? Alo. Chắc chắn là đâu đây anh em. Ý đây. Đây, đây. Anh em thấy chưa?
Đi tiệm đâu xa, ngay trước cửa hàng rào luôn. Nó xa quá. Ủa còn cái vụ xa quá lấy không ra nè. Cái chỗ này nó gần lắm đấy. Gần lắm luôn á. Lấy tay lấy chân khều ra mà. Vậy kiếm nhà ông nào có bán mấy cây gậy anh em. Nhà ông nào bán gậy không? Kiếm cây gậy khều ra. Đem được. Giờ chắc tôi phải vô công trường chơi anh em. Công trường chắc chắn có để lại cho tôi cái gì đấy. Xem thử xem mình leo lên đây được không anh em. Không được, không leo được. Đâu, tôi thấy có cái gậy xanh xanh ở đấy. Đó. Phải nó không? Đấy, ui, giấu kỹ thế. Một cây móc, mình có thể dùng nó lấy cây bật lửa. Ok, ngon. Rồi, cái bật lửa anh em. Màu đỏ. Rồi, bây giờ mình ra thắp nhang. Vấn đề của mình là còn tìm cái chìa khóa để vô cái nhà kia nữa. Không biết có ma xui quỷ khiến gì không. Cái chỗ này quá nhiều vụ. Ôi trời ơi, giật mình. Đây, cái vụ tai nạn mà khiến hai người chết anh em. Ồ, cải tiến khá là hay đấy. Đồ họa rõ ràng hơn rồi. Đây, để sẵn cái quan tài luôn. Không phải tao. Có chứng minh nhân dân anh em. À, cái mộ Nguyễn Nhất Thiên. Năm 1992 rồi, còn dưới thì nhỏ quá tôi không thấy. Mình có thể nói chuyện với người dân ở đây nè. Tôi trong nhà tôi thấy nó chạy quá trời nhanh mà. Chắc là mất lái hay gì đó chứ nó tông cái cú này làm sao mà sống nổi. Chạy nhanh quá, gây ra tai nạn. Cái thằng này nè, nó chuyên đua xe, phá làng phá xóm. Bây giờ nó lại tông chết người ta rồi. Ok, mấy chú đây, đây. Trời ơi, hồi tuần trước tôi thấy nó bị công an bắt á. Như là đi đua xe gì đó, bây giờ lại tông người ta nữa rồi. Bây giờ nó chết rồi đó. Mày vô lòng mày chưa? Ô, sau khi nói chuyện với người dân ở đây thì cái khung cảnh nó cũng biến mất rồi anh em. À đây, chìa khóa quăng giữa đường luôn. Khá dễ thương anh em. Cổng rào nhà mình ra nhà đó là nhà của nhân vật chánh anh em. Kỳ này chìa khóa thì không phải đi tìm, để giữa đường luôn. Đây ra nhà tôi đây anh em. Kế cái miếu luôn đấy. Ôi nhà này, nhà sắc nét lắm luôn ấy, ba phước. Đây là đánh cờ tướng anh em. Này đi sau căn nhà thế nào cũng có biến anh em. Kinh nghiệm lắm rồi, cả phá xem còn gì nữa không. Đây làm gì? Đừng nói nhà vệ sinh đây nha, đây giống nhà vệ sinh lắm nha. Đó, có cái rổ sẵn luôn nè. Từ từ, tôi chưa muốn vô đâu. Tôi tham quan nè. Đó, treo quần áo ở đây. Ở đâu treo hai cái bao tải nha nè. Ui, trong nhà để mổ luôn á. Mẹ mất sau cha chỉ vài tháng. Mình không tin được. Cha đã mất một thời gian rồi. Anh em chạy chữ nhanh quá tôi đọc không kịp. Vợ mình. Mình thấy có lỗi lắm nhưng nhận ra cũng không kịp. Có một cái thang nhỏ đây anh em. Đây là mộ của ông nội. À, nên nào nguyên gia đình của anh này là mộ của ông cố. Người ta nói rằng ông là một pháp sư giỏi mà bị quỷ bắt gì đấy. Rồi vô nhà thôi, mạnh dạn vô nhà luôn. Nhà dân vật chánh đây. Ủa có một mình mà sao chén vụ chén đĩa nhiều vậy anh em. Có một mình mà chén đĩa quá trời này. Vô nhà nè. Ui, có gì đó chặn lại rồi. Oh no. Không cho tôi vô. Gạo á, mấy bao này bao gạo anh em. Nghe tiếng gì keng keng ấy. Ra đây, cứ tiếng phát ra, tụi ra đây. Ui. Thì phía sau vườn đây ngoài mấy cái mộ ra thì không còn cái nào khác luôn anh em. Mà ở đây để ý thì cũng có cái lồng. À, anh em đi ra khỏi căn nhà đó là mình sẽ kết thúc cái phần rồ lóc này.
3453 con cái mũi tên lên chỗ cái hiện trường á em, hiện trường vụ tai nạn đấy. Mày phải trả giá. Có ai đó tông mình luôn anh em. So với demo thì mọi thứ về đồ họa, âm thanh, gameplay đều có tiến bộ rất là nhiều anh em. Thì phần đầu tiên này hoàn toàn không có cái jump scare đâu hết, chỉ có những cái âm thanh rùng rợn hay là một vài chi tiết về tâm lý làm cho mình sợ thôi, chứ không có jump scare gì đâu. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp những cái phần sau xem như thế nào nha anh em. Ok, rất cảm ơn anh em theo dõi. Chúc anh em có ngày tốt lành. See you.